Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kim ngạch xuất khẩu của Nam Định 4 tháng đầu năm tăng 22%. Phụ nữ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh phát huy hiệu quả trong phong trào khởi nghiệp. Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đầu tư hơn 500 triệu đồng cải thiện ao bơi cho trẻ em. Tuổi trẻ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tích cực tham gia tuần du lịch sắc vàng Tam Cốc Tràng An. 13 xe của công ty cổ phần xe khách Thái Bình xin dừng hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, cùng với ban hành các chính sách kêu gọi thu hút đầu tư, Hà Nam còn tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nói chung và vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo nói riêng. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư, năm 2016, Hà Nam đã thu hút được 102 dự án, trong đó có 31 dự án FDI và 71 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 611 triệu đô la Mỹ và trên 31.000 tỷ đồng. Điều chỉnh vốn cho 104 dự án với tổng vốn tăng 108,23 triệu đô la Mỹ và trên 1.000 tỷ đồng. Năm 2017, thu hút được 105 dự án, trong đó có 21 dự án FDI và 84 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 126 triệu đô la Mỹ và gần 20.000 tỷ đồng. Đặc biệt, 5 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã thu hút được 43 dự án, trong đó có 14 dự án FDI, 29 dự án trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 243,6 triệu đô la Mỹ và trên 2.470 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Nam Định luôn đạt mức tăng trưởng cao. Năm 2017 tăng 25% so với năm 2016. 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 435,98 triệu đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017. Hoạt động xuất khẩu những tháng đầu năm 2018 có nhiều khởi sắc, phát triển ổn định với hơn 140 doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh xuất khẩu trực tiếp thuộc nhiều thành phần kinh tế và hàng trăm doanh nghiệp cơ sở sản xuất hộ cá thể xuất khẩu ký gửi, ủy thác sang 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó chủ yếu là các thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước ASEAN. Hoạt động xuất khẩu có sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp mới, sản phẩm mới tung ra thị trường xuất khẩu. Đây được coi là thành công, khẳng định chiến lược phát triển xuất khẩu đúng hướng của tỉnh Nam Định. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, hiện nay có 10 mô hình tích tụ ruộng đất với tổng diện tích gần 145 ha. Nhờ đó đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác. Với những ô thửa lớn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điển hình như mô hình hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch xã Khánh Thành, mô hình 10 ha trồng dưa chuột, cà chua bi và rau các loại ở xã Khánh Cư, cung ứng sản phẩm cho các cửa hàng nông sản sạch ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Để thực hiện hiệu quả việc tích tụ ruộng đất, huyện Yên Khánh tiếp tục rà soát các diện tích đất hai lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang các cây trồng khác có hiệu quả cao hơn, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn vận động khuyến khích nông dân tự thuê gom, tích tụ ruộng đất, tạo ra vùng sản xuất lớn và kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp, qua đó góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương vừa đánh giá mô hình sản xuất dưa hấu lai F1 AD779 vụ xuân hè 2018. Mô hình được trồng làm hai đợt với tổng diện tích 30 ha tại các xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, Đức Chính, huyện Cẩm Giàng và Thái Sơn, huyện Tứ Kỳ. Đợt 1 trồng từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 3, đợt 2 trồng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 4. Thời gian sinh trưởng của giống dưa này từ 90 đến 95 ngày. Đánh giá năng suất dưa trồng đợt 1 tại xã Đức Chính đạt 36 tấn một ha và hai xã còn lại đạt 26 tấn một ha. Về hiệu quả kinh tế, nông dân thu được khoảng 3 triệu đồng một sào. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Thái Bình là tỉnh có diện tích nuôi tôm tương đối lớn trong số 11 tỉnh phía Bắc với diện tích gần 3.000 ha. Tôm là đối tượng nuôi đột phá bởi giá trị kinh tế, hướng đầu ra sản phẩm rộng mở, quy mô sản xuất, trình độ kinh nghiệm và khả năng quản lý của người nuôi tôm.
Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì yếu tố về nuôi thả an toàn thực phẩm luôn là yêu cầu bắt buộc để con tôm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Dịch bệnh là một trong những nguyên nhân đe dọa tới sự phát triển của con tôm. Không chỉ tốn kém về kinh tế mà người nuôi còn phải tốn nhiều công và sức. Năm 2017, toàn tỉnh có trên 80 hectare diện tích tôm bị đốm trắng với thiệt hại khá lớn. Và năm nay, dịch bệnh lại tiếp tục tái diễn, mà chủ yếu là các hộ nuôi thả sớm trước lịch khuyến cáo. Môi trường nó ổn định rồi, thì con tôm ương nó đã lớn rồi thì mình thả ra nuôi. Nếu lấy sức đề kháng của con tôm nó tương đối tốt thì ít khi xảy ra cái dịch bệnh đốm trắng. Nuôi tôm muốn đạt năng suất và chất lượng phải đảm bảo phù hợp với mùa vụ sản xuất. Con tôm giống có vai trò quan trọng, nhưng đến nay, trên 90% số lượng tôm giống nuôi thả tại Thái Bình là nhập từ tỉnh ngoài về, dẫn đến công tác quản lý chất lượng tôm giống còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều vùng nuôi chưa được đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhiều cơ sở nuôi nhỏ lẻ chưa tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Và dù là diện tích nuôi thả lớn, sản lượng cũng tương đối. Năm 2017 là trên 3.000 tấn tôm sú và tôm thẻ chân trắng, nhưng thị trường tôm của Thái Bình vẫn chưa thể mở rộng, chưa có sản phẩm qua chế biến. Cái sản phẩm tôm thương phẩm ấy thì chủ yếu là mới chỉ đủ cung cấp cho cái tiêu dùng nội địa cũng như là xuất bán ra các cái tỉnh như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đấy, chứ còn cũng chưa có cái sản lượng nó thừa nhiều để phục vụ cho cái chế biến trong tỉnh. Chính manh muốn nhỏ lại tự phát thì các cơ quan chức năng kiểm soát cũng sẽ rất khó. Mà doanh nghiệp người ta cũng thiếu niềm tin trong việc thu mua sản phẩm của những cái hộ đó. Muốn con tôm vươn ra thị trường lớn, mang lại giá trị thu nhập cao, cần thiết phải tổ chức lại sản xuất theo vùng quy hoạch, liên kết theo chuỗi. Mục tiêu đến năm 2020, sản lượng tôm của Thái Bình đạt trên 12.000 tấn, giá trị trên 960 tỷ đồng. Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu này, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong nuôi thả sẽ là yếu tố bắt buộc để nâng cao giá trị con tôm, nâng cao giá trị thu nhập cho người nuôi. Thái Bình đang giảm dần diện tích nuôi tôm sú quảng canh cải tiến hiệu quả thấp. Đến năm 2025, quy hoạch 5 vùng nuôi tôm công nghệ cao thuộc khu vực ngoài đê quốc gia có điều kiện môi trường thuận lợi để phát triển nuôi tôm, năng suất trên 30 tấn trên 1 hectare một năm. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện phong trào này, các cấp hội phụ nữ trong huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua thực tế triển khai, Lương Tài đã xuất hiện nhiều mô hình gương phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện phong trào này, các cấp hội phụ nữ trong huyện triển khai nhiều hoạt động giúp hội viên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp khả thi để phát triển kinh tế, đồng thời phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động hướng dẫn khởi nghiệp, khai thác sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp trên thị trường trong việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở đó, nhiều hội viên phụ nữ trong huyện đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa nhiều cây trồng con giống mới vào sản xuất chăn nuôi, thay đổi cách nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh sự đóng góp nỗ lực của hội viên, câu lạc bộ tổ hội phụ nữ sản xuất kinh doanh cũng đã ủng hộ tích cực để giải quyết việc làm, hỗ trợ phụ nữ nghèo khởi nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em trong xã có địa điểm tập bơi an toàn và sạch sẽ, năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Xá kết hợp với huyện đoàn Kim Động tỉnh Hưng Yên và sinh viên tình nguyện của 5 trường đại học cao đẳng tiến hành cải tạo ao bơi. Với kinh phí 500 triệu đồng từ sự ủng hộ của đoàn viên thanh niên và xã hội hóa từ nhân dân cùng hàng trăm ngày công của đoàn viên thanh niên hè năm nay, xã Vĩnh Xá đã có một ao bơi khang trang diện tích 800m² phục vụ miễn phí trẻ em trong và ngoài xã. Vào buổi chiều hàng ngày, ao bơi thu hút rất đông trẻ em và thanh thiếu niên trong xã đến tập bơi. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Xá giao cho đoàn thanh niên tổ chức quản lý ao bơi. Nhờ có ao bơi cho nên phần lớn trẻ em trong xã Vĩnh Xá đã biết bơi. Trong khi nhiều ao hồ bị ô nhiễm, trẻ em không có chỗ để tập bơi, thì mô hình ao bơi sạch đẹp ở xã Vĩnh Xá rất cần được nhân rộng. Mùa hè đến cũng là thời điểm mà các hoạt động tại cộng đồng, các sân chơi cho trẻ em được quan tâm hơn.
Thông qua những hoạt động, những lớp học, trẻ em có cơ hội phát triển năng khiếu, tăng cường sức khỏe thể chất ở những sân chơi giải trí, lành mạnh và an toàn trong những ngày nghỉ hè, ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Hè năm nay, các lớp thể thao, lớp học năng khiếu dành cho trẻ em được tổ chức nhiều hơn, không chỉ ở khu thành thị mà còn được tổ chức cả ở vùng nông thôn. Tại nhà thiếu nhi tỉnh, 16 bộ môn dành cho trẻ em trong dịp hè năm nay đã đồng loạt khai giảng. Đây là một trong những địa chỉ luôn thu hút được sự quan tâm của các bậc phụ huynh khi hàng năm luôn có gần 3.000 trẻ tham gia các lớp hội họa, múa, hát, đàn, organ, võ thuật, bơi lội, bóng bàn, cầu lông và khiêu vũ thể thao. Ngoài nhà thiếu nhi, những năm qua, nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh cũng luôn được các bậc phụ huynh đánh giá cao về công tác tổ chức huấn luyện các lớp năng khiếu thể thao nhân dịp hè. Hè năm 2018 này, nhà thi đấu mở 8 lớp thể thao dành cho thiếu niên nhi đồng, gồm bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, quần vợt, võ thuật, cờ vua, aerobic. Các lớp học này được tổ chức liên tục từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 8 do các huấn luyện viên và sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội trực tiếp hướng dẫn. Từ những cái hoạt động và có ý nghĩa tác dụng thiết thực như vậy thì hàng năm ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh Hải Dương thì đều có những cái hoạt động chỉ đạo từ cấp tỉnh xuống các cơ sở và hàng năm thì đều phối hợp với các ngành ví dụ như đoàn thanh niên, như Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hải Dương, Sở Giáo dục tổ chức những cái giải thể thao cấp tỉnh nhằm đánh giá những chất lượng hoạt động ở dưới các cơ sở. Hai nữa là để ghi nhận lại những cái sự cố gắng học tập, rèn luyện cho các cháu, đó là những thành tích thi đấu của các cháu. Có thể nói, việc tổ chức sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè là hoạt động hữu ích, thể hiện sự quan tâm của các cấp ban ngành đoàn thể trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, giúp trẻ em hình thành thói quen tốt trong giao tiếp sinh hoạt cộng đồng, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Những hoạt động hè được tổ chức bài bản không chỉ là sân chơi bổ ích, mà còn góp phần quan trọng trong việc định hướng phát hiện những tài năng trẻ, giúp các em rèn luyện bản thân, phát triển thể chất, tinh thần. Trên địa bàn tỉnh Nam Định, hiện có gần 520.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 25,9% dân số toàn tỉnh. Trong đó có trên 4.560 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau 5 năm thực hiện chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Nam Định, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt kết quả tích cực. Các quyền của trẻ em được thực hiện đúng đủ theo quy định của pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện. Quyền học tập của trẻ em được quan tâm thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Toàn tỉnh hiện có 3.390 trẻ em và gia đình có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ cấp hàng tháng. 154 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa và trẻ khuyết tật được nuôi dưỡng chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm dạy nghề trẻ khuyết tật tỉnh. Cùng với các cấp, các ngành, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Các hoạt động với mục tiêu cùng chung tay góp sức xây dựng Tam Cốc xanh, sạch, đẹp, thân thiện, tạo ấn tượng tốt đối với du khách. Một trong những hoạt động được huyện đoàn Hoa Lư chú trọng triển khai trong tuần du lịch đó là thành lập các tổ thanh niên tình nguyện hướng dẫn du lịch. Tại xã Ninh Hải, tổ thanh niên tình nguyện gồm 10 người, được chia phụ trách các công việc khác nhau như hướng dẫn khách, túc trực ở bến thuyền để giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ trông giữ xe, hướng dẫn khách tham quan các điểm du lịch và cứu hộ khi có yêu cầu. Những thanh niên tình nguyện đều được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp phù hợp với từng đối tượng khách du lịch. Chúng tôi ngoài ra thì còn tìm kiếm trên mạng, trên sách vở và đặc biệt là với những người đã đi trước, làm du lịch từ trước ở cái địa bàn trong cấp động này để chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn nữa để làm tốt cái công việc được giao. Và hiện tại với cái số lượng đội viên của chúng tôi là 10 người, chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng và kết nạp thêm cái đội viên để chúng tôi có thêm nhiều cái nhân lực để phục vụ tốt hơn nữa với khách du lịch thập phương. Một hoạt động đang được huyện đoàn Hoa Lư triển khai và nhận được sự đồng tình của nhân dân là việc tổ chức tuyên truyền về văn hóa, văn minh du lịch cho học sinh trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Sở Du lịch biên soạn tài liệu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các buổi tuyên truyền được tổ chức trên tinh thần tự nguyện, hướng đến mục tiêu giúp các em hiểu biết thêm về lịch sử, địa lý, những danh lam thắng cảnh của quê hương. Qua đó làm cho các em có thêm tình yêu quê hương, góp phần quảng bá nét đẹp của mảnh đất, con người cố đô Hoa Lư tới du khách trong và ngoài nước. Sau khi học lớp tập huấn văn minh du lịch, cháu cảm thấy
cháu phải học tiếng Anh thật tốt để quảng bá, truyền bá những thông những khu thăm của những khu du lịch của nơi mình ở cho khách du lịch tham quan, và cháu phải tuyên truyền mọi người không vứt rác nơi du lịch ạ. Bên cạnh đó, duy trì thường xuyên hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh, huyện đoàn Hoa Lư còn huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh ở khu dân cư, nơi công cộng, công viên, các tuyến đường chính, giữ cảnh quan luôn sạch đẹp, tạo dấu ấn tốt với du khách khi đến các điểm du lịch. Với những hoạt động thiết thực này, tuổi trẻ Hoa Lư đã và đang tích cực cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân xây dựng du lịch phát triển theo hướng ngày càng chuyên nghiệp. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam tiếp nhận tủ đồ cho và nhận và quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện do nhà hàng Bonzo Việt Nam tại Đan Mạch tài trợ. Đây là năm thứ hai nhà hàng Bonzo Việt Nam tại Đan Mạch do bà Nguyễn Loan, chủ nhà hàng là người Hà Nam xa quê, về thăm tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong đợt này, nhà hàng Bonzo Việt Nam đã trao tặng 2 tủ đựng đồ cho và nhận đặt tại bệnh viện, trao 10 suất quà bằng tiền mặt cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 100 suất bánh mì sữa cho các bệnh nhân khoa nội thận lọc máu. Gần 2 năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận nhiều phần quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá từ 500 đến vài triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, mỗi tháng một lần, nhà hàng đều tài trợ, cấp phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân trong bệnh viện với tổng số tiền tài trợ đến nay khoảng trên 100 triệu đồng. Với nghĩa cử cao đẹp, nhà hàng Bonzo Việt Nam đã góp phần động viên khích lệ người bệnh tiếp tục vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, công ty điện lực thành phố Thái Bình không để xảy ra tai nạn lao động, góp phần đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ nhân dân trong tỉnh. Công ty điện lực Thái Bình đã xây dựng nhiều quy trình nội quy chuyên đề có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn trong lao động. Cụ thể như chuyên đề xây dựng văn hóa an toàn trong điện lực Thái Bình, chuyên đề quản lý rủi ro an toàn lao động, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện an toàn lao động, tăng cường xử lý những vị trí không đảm bảo an toàn trên lưới điện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức khác nhau như in băng biển khẩu hiệu, phát trên loa tuyên truyền vào đầu giờ làm việc hàng ngày. Công ty cũng tập trung hoàn thiện đội ngũ cán bộ an toàn chuyên trách, tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức công việc, đảm bảo an toàn đối với cấp quản lý trực tiếp, nâng cao kỹ năng nhận diện và khả năng phòng chống các yếu tố rủi ro cho người lao động. Điện lực Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang tập trung cải tạo nâng cấp các tuyến đường điện, từ đó xóa bỏ các vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Có 2 tuyến đường điện được nâng cấp là đường dây 35 kV qua cầu đường xã Thanh Long và đường dây 22 kV qua xã Trung Hòa, mỗi tuyến trị giá 1 tỷ đồng. Các hạng mục được nâng cấp gồm có cải tạo, nâng cao cột điện, đi các vòng. Phấn đấu đến hết năm nay, huyện Yên Mỹ không còn điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Theo thống kê của Điện lực huyện Yên Mỹ, toàn huyện còn 70 điểm vi phạm, chủ yếu là các vi phạm cũ, tập trung ở xã Minh Châu, xã Trung Hòa, Thanh Long, như nhà ở, ban công, lan can, mái che, mái vẩy. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương, trong tháng 5 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 12 người. Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 97 người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông tăng 43 vụ, tăng 41 người chết và tăng 3 người bị thương. Cũng trong tháng 5, toàn tỉnh có 509 xe ô tô, gần 4.000 xe mô tô, xe máy điện và một phương tiện thủy đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện hiện đang quản lý lên hơn 68.000 xe ô tô, hơn 1 triệu xe mô tô, hơn 62.000 xe máy điện và 1.991 phương tiện thủy. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 6, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý người vi phạm giao thông, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hạ tầng tại các điểm xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng để kiến nghị khắc phục kịp thời. Do nhiều nguyên nhân, 13 lái xe của Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình xin trả xe hoặc xin tạm dừng hoạt động vận tải trên tuyến Thái Bình - Giáp Bát - Hà Nội. Một trong những nguyên nhân chính là do tình trạng xe dù bến cóc tại hai đầu bến, lượng khách đi và về ít, không đủ cân đối thu chi, gần đây xăng lại tăng giá. Trước thực trạng này, Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình tăng cường tuyên truyền đối thoại với lái phụ xe, nêu cao ý thức chấp hành quy định, quy chế của doanh nghiệp. Tiến hành đánh giá tình trạng kỹ thuật, xác định giá trị tài sản bàn giao để thu hồi xe, thanh toán đầy đủ các khoản phải thu theo quy chế. Thông báo công khai việc giao xe cho cá nhân có nhu cầu nhận xe tiếp tục hoạt động. Trong thời hạn từ 3 đến 5 ngày không có người nhận, hội đồng quản trị sẽ điều động phương tiện và người lái theo thẩm quyền.
chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của lái phụ xe nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, bảo đảm việc làm và đời sống của người lao động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.